bạn thân mến, và đây là đội tuyển Lyoko Mobile Thái Lan. Hãy cùng Phương Thảo phỏng vấn một chút về cảm nhận của họ khi đến với Việt Nam nhé. Các bạn có thể nói xin chào các bạn khán giả Việt Nam không ạ? Xin chào. Wow. Kapunka. Không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào, có cảm nhận như thế nào về đất nước Việt Nam và con người Việt Nam khi đến đây? Khá ổn. Của Việt Nam có rất sự open, rất đi friendly ạ. Vâng, thân thiện, hòa đồng và đáng yêu. Món ăn nào mà các bạn yêu thích nhất ở Việt Nam? Phở. Phở. What else? Bánh mì. Việt Nam đồng bằng. Phở và bánh mì đều là những món ăn rất là truyền thống đến từ Việt Nam và các bạn ấy cũng đã từng thử qua và rất yêu thích nó. Ngoài câu xin chào ra thì các bạn còn biết nói một câu nào của tiếng Việt không ạ? Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Tôi yêu bạn. Đây là một câu rất là ngọt ngào. Việt Nam thân mến, các bạn cảm thấy là sân khấu của kỳ SEA Games này như thế nào với Lai Bông? Em thấy đẹp, sân khấu rất là đẹp và hoành tráng. Rất đẹp và hoành tráng đúng không? Thế thì cái không khí tại nhà thi đấu hôm nay với rất nhiều các bạn khán giả có khiến cho các bạn bất ngờ không? Hỏi một người mà lần đầu tiên đến với sân khấu mà có nhiều khán giả như thế đi. Khoa, em có cảm thấy bất ngờ với cái không khí của nhà thi đấu hôm nay không? Em cảm thấy cũng rất là bất ngờ với không khí ngày hôm nay vì náo nhiệt hơn là em tưởng. Tại vì cũng là lần đầu em tham gia với sân khấu có khán giả. Náo nhiệt hơn là em tưởng. Vậy ở nhà là em tưởng là không, sẽ không náo nhiệt đến mức như thế này đúng không? Dạ, tại vì em thì cũng đang đại diện cho nước nhà nên là cũng cảm thấy rất là vui. Tại vì có nhiều người ủng hộ mình đến như vậy. Wow, rất là tự hào, có thể thấy đó là những gì mà Khoa đang cảm nhận. Thế còn Jiwei, không biết là ngày hôm nay có nhiều khán giả như vậy thì có khiến em có nhiều cảm xúc và nhiều hưng phấn hơn không? Dạ, chắc có vậy. Em khá vui. Khá vui. Hỏi Fizz đi. Fizz thân mến, không biết là cái sân khấu này đối với bạn thì nó khác biệt như thế nào so với những sân khấu trước đây mà Fizz đã từng chinh chiến cùng với Sài Văn Tôm? Em nghĩ là nó sân khấu này to với lại đông hơn, với lại mọi người rất là cổ vũ, rất là nhiệt tình. To và đông hơn và cổ vũ rất là nhiệt tình, có thể nói rằng là rất nhiều khác biệt khi mà chúng ta là nước chủ nhà và là kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á đầu tiên mà Sài Văn Tôm được tham dự. Và không biết rằng là điều gì làm bạn ấn tượng nhất kể từ khi bước chân vào trung tâm hội nghị quốc gia hôm nay? Red. Em thấy ở đây to quá, bự quá. Nói chung là chung quy lại thì các bạn của đội tuyển Việt Nam hầu hết đều ấn tượng với việc là to, bự và đông. Đây là đội tuyển Lào và các bạn ấy đây là lần đầu tiên đến với Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của các bạn ấy khi mà đặt chân đến đất nước Việt Nam xinh đẹp nhé. Các bạn có thể nói xin chào trong tiếng Lào không nhỉ? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Câu hỏi đầu tiên, không biết là các bạn cảm thấy như thế nào về đất nước Việt Nam và con người Việt Nam? Bên bất hề thì ngày đẹp cả xoay ngảm. Vậy thì còn con người Việt Nam thì sao ạ? Con Việt Nam cả bên con thì bẹp như say đi là toàn hạp con lao thì bẹp đi lại từ mai này cả hồ sức đi con na hạt về không? Những lời khen rất là có cánh dành cho Việt Nam. Và chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo. Tôi muốn hỏi là không biết là trong khoảng thời gian vừa rồi thì các bạn đã trải nghiệm ẩm thực ở Việt Nam chưa? Và món ăn nào mà bạn cảm thấy thích nhất ở Việt Nam? À hàn Việt Nam cả xếp đối xếp hoa mình phở Việt Nam phương ban cả kỳ này thực chảy lắm. Phở Việt Nam, phở truyền thống của Việt Nam là món ăn mà các bạn Lào ấn tượng nhất. Và câu hỏi tiếp theo, không biết là sau khi mà SEA Games kết thúc thì các bạn có dự định sẽ đi du lịch ở một địa điểm nào tại Việt Nam không? Nha Trang và Huế. Nha Trang và Huế, hai thành phố xinh đẹp của Việt Nam là địa điểm mà các bạn ấy muốn đến nhất. Và bây giờ thì các bạn có thể nói một câu tiếng Việt nào đó mà các bạn đã học được trong kỳ SEA Games này hay không? Ok, rất tuyệt vời, một tinh thần rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn và hy vọng rằng là các bạn sẽ có rất nhiều những trải nghiệm tốt ở SEA Games 31 tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thank you so much. Xin chào, đây là đội tuyển Lyoko Mobile Philippines. Không biết là khi mà đến với Việt Nam thì các bạn cảm nghĩ như thế nào về đất nước Việt Nam và con người Việt Nam? Friendly and the food is good. Bạn ấy cũng đã dành lời khen dành cho món ăn Việt Nam. Thì món ăn nào mà các bạn yêu thích nhất ở Việt Nam? So I like the soup one. Soup? Soup. That's what you call it, pho. What else? Soup. Soup too. Vâng. Có vẻ như là phở là món ăn mà hầu hết tất cả các khách du lịch nước ngoài và bao gồm cả các đội tuyển Philippines đến đây thì đều rất là yêu thích món ăn này. Sau SEA Games thì các bạn có dự định sẽ đi du lịch ở nơi nào hay không? The capital city, Hanoi. Is it Hanoi?
Như vậy là chúng ta vẫn chưa có nhiều thời gian để khám phá thủ đô Hà Nội đúng không ạ? Hy vọng rằng là sau SEA Games lần này thì các bạn sẽ có nhiều thời gian để khám phá thủ đô của chúng tôi hơn. Và bây giờ thì bạn có thể nói một câu tiếng Việt mà các bạn đã học được trong những ngày qua được không? 1, 2, 3. Cảm ơn. Ok. Thank you Philippines. Xin chào, đây là đội tuyển Lego Mobile Malaysia. Các bạn có thể dành lời chào tới các bạn khán giả Việt Nam không ạ? Can you say hi in Malaysia? 1, 2, 3. Ok, những nụ cười rất thân thiện. Chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn nho nhỏ để xem là cảm nhận của các bạn ấy khi mà đến với Việt Nam như thế nào. Đầu tiên là các bạn cảm thấy đất nước Việt Nam ra sao và con người Việt Nam như thế nào? The Vietnam people is very good. I remember like 2 days ago I ordered Grab and he don't have change and he just give me the, you know, all the change and say good luck to my SEA Games. So I very touched. Really wow. Vietnam is very, Vietnam people is very good. Yeah. Vâng, một trải nghiệm rất là đáng nhớ. Không biết là các bạn đã thử nhiều món ăn ở Việt Nam chưa và đâu là món ăn mà bạn yêu thích nhất ở Việt Nam? Spring roll. Spring roll đó là chả giò. Chả giò, nem rán. Dạ, nem rán của Việt Nam. Spring rolls là món ăn mà khiến cho các bạn Malaysia ấn tượng nhất. Câu hỏi cuối cùng là các bạn có thể nói một câu nào đó bằng tiếng Việt mà các bạn đã học được trong những ngày qua không? 3, 2, 1. Xin chào, cảm ơn. Vâng, rất đáng yêu, xin được cảm ơn đội tuyển Malaysia và chúc các bạn sẽ có một kỳ trải nghiệm SEA Games đáng nhớ tại đất nước Việt Nam. Thank you so much.